học IELTS nhưng bà dì lại ghé thăm kiểu bài reading toán tương mới cứ copy qua lại để trang nghĩa thì bao giờ mới làm xong bài. Web gì mà không có tích hợp từ điển, anh chị cập nhật nhanh không em gọi cả họ đánh giá 1 sao. Gửi AdMicroIELTS đã cập nhật tính năng từ điển. Tính năng từ điển trang nghĩa trực tiếp trong giao diện bài làm, vừa kết hợp tra từ, tra câu, lại còn dịch nghĩa theo ngữ cảnh bài đọc. Cung cấp cả bộ từ đồng nghĩa, cách dùng từ. Học từ mà không có flashcard, anh chị tính sao nhá? Không em bỏ học đấy. AdMicroIELTS đã cập nhật tính năng flashcard sau mỗi bài học. Flashcard được tích hợp ngay sau mỗi bài học. Từ vựng được xếp khéo léo theo từng chủ đề, bao gồm nghĩa của từ, phát âm, ví dụ và hình minh họa trực quan. Writing mà chấm bằng AI như thế này thì có chấm được task achievement không ạ? Writing AI mới update thuật toán để chấm chính xác hơn, nhận dễ sai đề hoặc đúng đề, nhưng đang viết dở khá là ổn. AI sẽ trả kết quả bài writing chỉ sau 5 phút chờ đợi. Phòng kết quả chi tiết theo từng tiêu chí chấm IELTS Writing, cung cấp bộ từ vựng nâng men và gợi ý ngữ pháp nâng cao. Cố tình viết sai đề mà AI thông minh vẫn nhận diện được. Cảm ơn mọi người đã luôn hỗ trợ và chiều theo những yêu cầu của em trong suốt một tuần qua. Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Hiện nay AdMicroIELTS đã có mặt ở App Store và CF Play. Hãy cùng trải nghiệm một ngày học IELTS cùng với mình ngay nhé.